Xin chào kính quý độc giả đang theo dõi kênh NVC Channel. Rất vui được mang tới những thông tin thị trường giá trị hỗ trợ anh chị thông tin trước giờ và phiên giao dịch. Tôi là Nguyễn Viết Công, hy vọng sẽ đồng hành cùng anh chị tìm kiếm cơ hội, phân bổ nguồn lực và quản trị rủi ro hiệu quả, mang tới kết quả đầu tư thành công vượt bậc. Sau đây là điểm tin thị trường ngày 16 tháng 4 năm 2021. 1. Cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán đồng loạt điều chỉnh. VN Index mất mốc 1.250 điểm, giảm gần 9.2. Phiên chiều ngày 15 tháng 4, blue chip bị chốt mạnh. VN Index mất hơn 8.3. Phiên sáng ngày 15 tháng 4, tiền rút khỏi blue chip, chảy mạnh vào cổ phiếu thị trường 4. Khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 900 tỷ đồng, tập trung xả blue chip SIP 5, chuyển động tự doanh 15.4, 200 tỷ bán ròng trên HOSE. 6. Thị trường chứng khoán tiếp tục bị chi phối bởi nhóm vốn hóa lớn 7. ICETS thay đổi chỉ số tham chiếu, thị trường Việt Nam có thể chỉ còn chiếm 16% danh mục thay vì 28,5% như kỳ vọng cũ 8. Một doanh nghiệp buôn đồng nát sắp lên sàn chứng khoán 9. Tổng giám đốc VCBF, thị trường chứng khoán 2021 sẽ không lặp lại kịch bản của 2018-10. CK châu Á giảm sau khi phiên giao dịch đầu tiên của Coinbase không như kỳ vọng 11. CEO 32, Pin Eli vừa bán bớt 2 triệu cổ phiếu CEO Group, hàng hóa ngoại tệ tài sản khác 12. Chính quyền Joe Biden sẽ giảm căng thẳng chính sách tỷ giá với các nước châu Á, trong đó có Việt Nam 13. Lội ngược dòng, giá vàng tăng mạnh trở lại 14. Chủ tịch Fed gọi tiền điện tử là phương tiện để đầu cơ 15. Giá Bitcoin giảm nhẹ khi Coinbase bùng nổ trên sàn Nasdaq 16. Thương vụ IPO lịch sử, sàn tiền ảo Coinbase được định giá 86 tỷ 17 đô la Mỹ. Tồn kho tại Mỹ giảm sâu, giá dầu tăng gần 5% 18. Vàng đen Việt Nam lên cơn sốt, một tháng tăng giá gấp 4 lần 19. Giá cao su hôm nay 15 tháng 4, châu Á tăng giá trở lại, nguồn cung nội địa của Trung Quốc sụt giảm mạnh 20. Giá lúa gạo hôm nay 15 tháng 4, giá lúa xu hướng tăng trở lại 21. Giai đoạn cơ cấu dân số vàng của Việt Nam còn rất ngắn, kinh tế 22. 10% doanh nghiệp FDI phải chi phí không chính thức khi làm thủ tục đất đai 23. EVFTA có hiệu lực 8 tháng, Việt Nam xuất khẩu 4,8 tỷ đô la Mỹ hàng hóa vào E24, chỉ số PPI 2020. Quảng Ninh dẫn đầu cả nước, Hà Nội trong nhóm xếp hạng thấp nhất 25. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, điểm sáng PCE 2020 là chi phí phi chính thức giảm đáng kể 26. Quảng Ninh dẫn đầu chỉ số PCI năm thứ tư liên tiếp 27. Tài chính công Việt Nam cải thiện vượt trội so với các nước trong khu vực, ngân hàng tài chính 28. CEO Deloitte Việt Nam, nhiều điểm sáng thu hút vốn ngoại vào ngành ngân hàng Việt Nam năm nay 29. ABB, cộng 0.0. AB Bank hướng đến mục tiêu thu từ bán lẻ chiếm 70% vào năm 2025-30. CTG, 13. Ngân hàng nước ngoài rót 90 triệu đô la Mỹ vào công ty chứng khoán Vietinbank 31. OCB, 18. Lợi nhuận quý 1 của OCB tăng 15%, lãi trước thuế 1.275 tỷ đồng trong quý 1. Hoàn thành 23% kế hoạch cả năm, NIM tăng mạnh lên 4,19% 32. Chứng khoán HDBS dự kiến tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng, đặt mục tiêu lợi nhuận tăng trưởng hơn 200% 33. Một quỹ ngoại không còn là cổ đông lớn chứng khoán APEC 34, SHS 35. Người nhà lãnh đạo chứng khoán SHS muốn bán tất 500.000 CP khi giá đạt đỉnh 35, APC 33. Quý 1 năm 2021, lợi nhuận chứng khoán APEC tăng vọt, gấp 13.78 lần cùng kỳ, 36. PNG 00.5. Tiến hóa quyết liệt. PNG đặt mục tiêu tăng trưởng 20% doanh thu thuần 37. Bamboo Airways lên kế hoạch IPO tại Mỹ vào quý 3, vốn hóa 4 tỷ 38 đô la Mỹ. Hơn 11.000 lao động bị nợ lương, tổng công ty đường sắt gửi kiến nghị khẩn kêu cứu thủ tướng, nông lâm thủy sản 39. Ông trùm nông nghiệp Việt Nam lãi đột biến gần 1 tỷ đô la Mỹ nhiều thịt lợn. Ngang ngửa Honda, Samsung với tỷ suất lợi nhuận vượt trội 40. SBT 11. TTC Sugar muốn phát hành 12 triệu trái phiếu riêng lẻ, huy động 1.200 tỷ đồng 41. Lợi nhuận thủy sản Sóc Trăng, Thepimex vượt mặt vua tôm Minh Phú năm 2020. EPS lên tới 108.000 đồng. Bất động sản 42. Phó thống đốc Đào Minh Tú, sốt đất không phải do tín dụng 43. Hà Nội dự thu 104.000 tỷ đồng từ đấu giá đất giai đoạn 2021 đến 2023 44. DLG cộng 7.0. DLG tăng 77% từ đầu tháng 4, một cá nhân vẫn mua vào 7,7 triệu cổ phiếu 45. Dixos cộng 2.3. Đất xanh Nam Trung Bộ bắt tay hợp tác dự án nghìn tỷ tại Buôn Ma Thuột 46. FDC cộng 0.0. Cổ phiếu công ty con của Thủ Đức House bị đưa vào diện cảnh báo 47. HQC cộng 7.0. HQC tăng 150% từ đầu năm, một lãnh đạo địa ốc Hoàng Quân muốn bán bớt 3,5 triệu cổ phiếu để giải quyết nhu cầu tài chính 48.
Khải Hoàn Land sẽ tiến hành IPO và niêm yết tại HOSE 49, LDG, cộng 1.9. LDG lần đầu tiên họp đại hội đồng cổ đông bất thành do không đủ số lượng cổ đông tham dự 50, PDR, cộng 0.0. Phát Đạt tiếp tục chia cổ tức đợt 3 với tỷ lệ 11,7% 51, ROS, cộng 7.0. Chủ tịch Trịnh Văn Quyết lần đầu muốn gom ROS sau những chuỗi ngày xả hàng. Xây dựng 52, BCC, 39, xi măng Bỉm Sơn bị truy thu và phạt hơn 3,4 tỷ đồng tiền thuế 53. Giá thép liên tục tăng cao, doanh nghiệp xây dựng lao đao 54, SCG, cộng 15.0. Cổ phiếu SCG tăng giá gấp đôi sau 4 phiên chào sản 55. SCCG đặt mục tiêu lợi nhuận tăng trưởng 178%. Đẩy mạnh đầu tư bất động sản công nghiệp và tăng cường hợp tác BCC, công nghiệp khu công nghiệp 56. VE25, bắt nguyên giám đốc nhà máy ô tô Vin 57. VIC 0.6, VinFast tăng vốn điều lệ lên gần 42.500 tỷ đồng 58. Giá thuê đất khu công nghiệp miền Bắc đạt đỉnh mới 59. MSR 18. Masan Hightech Materials muốn chào bán riêng lẻ cổ phiếu, tối đa 35% vốn sau phát hành, thép 60. Doanh thu quý 1 của Formosa Hà Tĩnh đạt gần 1,1 tỷ đô la Mỹ, gấp rưỡi cùng kỳ 61. Học sinh giỏi, cộng 5.3. Học sinh giỏi hoàn thành hơn 93,7% kế hoạch lợi nhuận sau thuế 62. TDS, cộng 10.7. Giá thép tăng mạnh, Thủ Đức VN tiêu báo lãi quý 1 tăng 45% so với cùng kỳ, hoàn thành 80% kế hoạch 63. VCA, cộng 4.7, sản lượng và giá bán cùng tăng, thép Picasa VN lãi quý 1 tăng 44%, 64, A, cộng 0.3, AA bán đấu giá 75 triệu cổ phiếu vào ngày 4 tháng 5, 65, AA, cộng 0.3, lãnh đạo Nhựa An Phát Xanh đăng ký mua 500.000 cổ phiếu trước đấu giá, dầu khí, hóa chất 66, CNG 33, CNG Việt Nam ước lãi trước thuế 17,5 tỷ đồng trong quý 1, tăng nhẹ so với cùng kỳ 67. PL, X14, Petrolimex lên tiếng khi một lãnh đạo bị bắt để điều tra về buôn lậu 200 triệu lít xăng giả 68. DDV, 66, DAP Vinasem đặt kế hoạch lãi 68 tỷ đồng năm 2021, điện 69. Thủy Văn tiếp tục thuận lợi, doanh nghiệp thủy điện báo lãi tăng tính bằng lần quý 170. 1,5 tỷ đô la Mỹ xây nhà máy điện Cà Mau 3, công suất 9 tỷ kWh, 571, SM, 19, ASM. Hai nhà máy điện mặt trời đóng góp 500 tỷ doanh thu cho Sao Mai 72, AVC, cộng 0.0. Thủy điện A Vương quý 1 lãi 88 tỷ đồng hoàn thành 83% mục tiêu cả năm 2021, 73, PPC, 0.5, doanh thu giảm mạnh. PPC duy trì lợi nhuận quý 1 nhiều cổ tức được chia 74, TMP, cộng 2.2. Chia cổ tức năm 2020 tỷ lệ trên 72%, năm 2021 có thể không chia 75, TV2. 12. Tư vấn xây dựng điện 2 kế hoạch lãi trước thuế năm 2021 đi ngang với 327 tỷ đồng, Mỹ 76. Các nhà đầu tư đang đổ tiền vào chứng khoán Mỹ vượt xa so với Trung Quốc 77. Cái kết cho chùm lừa đảo Ponzi lớn nhất lịch sử Mỹ. Lĩnh án 150 năm tù, em trai vào nhà giam, con trai tự tử 78. Căng thẳng đỉnh điểm, Mỹ tính áp loạt lệnh trừng phạt lên Nga 79. Chủ mưu cú lừa lớn nhất lịch sử nước Mỹ chết trong nhà tù liên bang 80. CPI của Mỹ trong tháng 3 năm 2021 tăng mạnh nhất trong gần 9 năm 81. Fed sẽ giữ lãi suất thấp trong thời gian dài 82. Fitch, chính sách tỷ giá của Mỹ với châu Á sẽ mềm hơn dưới thời Biden. Thế giới 84. Cổ phiếu công nghệ đưa chứng khoán Trung Quốc thăng hoa 85. Khoảng 240 tàu Trung Quốc vẫn đang hiện diện trên Biển Đông 86. Lý do Singapore không bao giờ xảy ra bong bóng bất động sản. Chính phủ trở thành tay to đầu cơ, thâu tóm 90% đất đai, xây nhà bán lại cho dân 87. Quan chức Nhật Bản cảnh báo khả năng hủy Olympic Tokyo 88. Thái Lan ngày thứ tư liên tiếp ghi nhận ca mắc COVID-19 cao kỷ lục 89. EU có kế hoạch phát hành 150 tỷ euro trái phiếu mỗi năm 90. IMF tin rằng kinh tế châu Âu sẽ trở lại ngưỡng trước đại dịch COVID-19 vào năm sau. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Một lần nữa, tôi là Nguyễn Viết Công, Giám đốc tư vấn đầu tư tại công ty chứng khoán VPS. Hy vọng sẽ đồng hành cùng anh chị tìm kiếm cơ hội, phân bổ nguồn lực và quản trị rủi ro hiệu quả, mang tới kết quả đầu tư thành công vượt bậc. Thực hiện, Nguyễn Viết Công liên hệ mở tài khoản và tham gia VIP NVC 0903 464 466 0878.91.8888.